Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Trước khi vào bản tin thì Trọng Nguyên chúc cho tất cả các quý vị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, mọi sự việc đều như ý. Và bây giờ thì Trọng Nguyên đi vào những sự kiện sôi động và hừng sáng tới giờ là cả thế giới đang hướng nhìn về tình hình ở tại đất nước Nga. Vì người ta đang muốn nhìn thấy được cái sự phô trương sức mạnh của lực lượng quân đội của Nga như thế nào. Khi chúng ta cũng biết là một năm giao tranh vừa qua, đúng hơn là một năm hai tháng, thì chúng ta thấy rõ được cái sự hao mòn của lực lượng quân sự của Nga. Khi lúc đó người ta đánh giá rằng là Nga đã mất mát khoảng tầm 20% lực lượng quân đội. 20% với cuộc chiến tranh một năm hai tháng. Và đặc biệt hơn nữa là người ta muốn coi sức mạnh của Nga còn bao nhiêu. Thì cái ngày lễ quốc khánh mà do Putin sẽ có lời phát biểu, Nguyên muốn chia sẻ những lời phát biểu của Putin trước để cho các quý vị hiểu rõ được Putin đang gửi cái thông điệp gì. Đặc biệt là ông ta, mục đích của ông ta là gửi thông điệp cho người Nga và cũng có những cái dấu hiệu gửi đe dọa chúng ta. Trong cái lời phát biểu của Putin, đầu tiên thì Putin chào. Cái lời chào của ông khá dài, ông chào từ cấp bậc, từ binh sĩ, từ sĩ quan, từ tướng, từ tá, từ tham mưu trưởng. Ông ta chào cả đám người. Và ông ta cảm ơn những người đã nằm xuống, đã hy sinh, đã đánh đổi để bảo vệ cái sự tự do của đất nước Nga vào đệ nhị thế chiến. Những lời mở đầu khá là dễ nghe, Và sau đó thì ông ta nói rằng là quá khứ cuộc chiến tranh và ngày hôm nay cũng như vậy. Và hiện bây giờ đất nước Nga của ông ta đang đối đầu với cái tội khủng bố toàn cầu. Và tội khủng bố này được sự điều hành và chỉ huy của phương Tây. Tội khủng bố là ông ta đang nói đất nước Ukraine. Và chúng ta đang cố gắng chống chọi. Trong quá khứ tổ tiên của chúng ta đã chiến thắng, thì trong tương lai chúng ta cũng chiến thắng. Đó. Và ông ta cho rằng là tất cả những cái sự việc đã xảy ra đều là sự sắp đặt âm mưu tỉ mỉ đến từ phương Tây. Ông ta cho rằng là mục đích của phương Tây là đang muốn chia rẽ đất nước Nga, làm cho đất nước Nga suy yếu và suy mòn. Và chúng ta đang cố gắng để chống đối lực lượng phát xít, những kẻ độc tài. Ông ta cho rằng là phương Tây lúc nào cũng có đạo đức giả. Miệng thì nói mô Phật nhưng lòng thì dao găm. Họ đang ép buộc chúng ta đi vào trong cái khuôn khổ. Họ không tôn trọng chủ quyền của chúng ta. Và họ đang làm đủ thứ biện pháp để hao mòn. Cái câu ông ta nhấn mạnh rằng là tương lai của đất nước Nga nó nằm ở trong cái cuộc chiến tranh này. Cái cuộc chiến này là nằm ở trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta sẽ thắng cuộc chiến tranh này. Thì nói chung chung là cái lời phát biểu của Putin, nó nói chúng ta biết được là ông ta đem cái lời phát biểu cái ngày lễ quốc khánh của mình biến thành một cái lời phát biểu tuyên truyền để chống phương Tây. Và cáo buộc tất cả mọi sự việc đã xảy ra trong cái giai đoạn mà đất nước Nga đang suy yếu, đặc biệt là nền kinh tế, sự cô lập, là tất cả đây là do phương Tây là chủ mưu. Mục đích của họ là muốn chia rẽ, chia năm xẻ bảy, cho đất nước Nga chia rẽ, nhưng họ sẽ thất bại. Sự đoàn kết và sự tình yêu của người dân dành cho lực lượng quân đội sẽ làm cho cái sự sĩ khí quân đội sẽ chiến thắng. Đây là một lời phát biểu cũng khá là dài của Putin. Ông ta phát biểu nửa khúc thì ông ta có một giây phút mặc niệm. Sau một giây phút mặc niệm thì ông ta phát biểu tiếp các như vậy. Thì cái sự trình diễn của lực lượng quân đội của Nga đó thì nó có một cái điều lạ là không thấy máy bay. Vấn đề không quân, không có sự hiện diện. Thì thường những cái trình diễn như vậy đó thì phải phô trương sức mạnh không quân lên. Nhưng đợt này thì không có. Đợt này thì hoàn toàn không có cái sự phô trương sức mạnh của máy bay. Thì chỉ có thấy bộ binh mà thôi. Nên là điều đó người ta đang thắc mắc. Tại sao Putin lại không phô trương những máy bay Su-35, Su này, Su kia, Su-29 hay mít này, mít kia? Thì cái điều này người ta cũng đang thắc mắc. Lý do tại sao như vậy?
Và cái sự bối cảnh và trong cái buổi mà trình diễn này đó, thì Putin có mời những quốc gia đồng minh của mình, trong đó có Kyrgyzstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Turkistan, mấy cái ông mà tăng tăng đó, rồi Belarus và Armenia. Tổng cộng là 7 quốc gia đồng minh của Nga được có sự hiện diện và mời đến cái buổi trình diễn này hết. Thì chúng ta thấy rõ được là Putin đã lên án và tưởng niệm lại cái cuộc chiến thắng mà do quá khứ, thời đệ nhị thế chiến. Và bây giờ thì cái hành động gì đã xảy ra và thế giới nhận định cái lời phát biểu này như thế nào? Thì cho Nguyên cập nhật như thế này. Trong miệng của Putin á, thì lúc nào cũng nói Ukraine là phát xít, Ukraine là khủng bố, vân vân và vân vân. Nhưng các quý vị cũng biết là ngày hôm qua 20 mấy cái hỏa tiễn nó đã tấn công vào Ukraine tối ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay, ngay trăng ngày 9 tháng 3, là cái ngày, một cái ngày người ta tưởng niệm một cái sự chiến thắng hòa bình toàn châu Âu. Thì ngược lại, ông Putin đã dùng hỏa tiễn máy bay không người lái tấn công vào, và ông ta nhắm mục tiêu chính xác, đó là thủ đô Kiev. Và theo nguồn tin ở tại thủ đô cho biết, có vài tiếng nổ rất là lớn ở tại thủ đô. Sự thiệt hại về sinh mạng và tài sản thì hiện bây giờ chưa có liệt kê chính xác, nhưng có nhiều tiếng nổ. Tuy rằng hệ thống phòng không của thủ đô Kiev đã kích hoạt, nhưng có vài cái loại hỏa tiễn siêu thanh chính xác đã là lọt lưới và nó đã bắn trúng vài địa điểm ở tại thủ đô. Cái sự kiện đó nó làm cho bà lãnh sự quán, xin lỗi, lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở tại Ukraine đã lên tiếng. Lãnh sự quán của Hoa Kỳ nói sau đây: trong quá khứ, ngày 9 tây tháng 5 là một cái ngày đánh dấu một cuộc kết thúc chiến tranh, một cuộc thắng lợi chống kẻ xâm lược độc tài tàn nhẫn. Họ dùng cái từ là Titan, có nghĩa là những kẻ khổng lồ xâm lược. Thì cũng ngay trang ngày này, Putin đã làm cái hành động y hệt như vậy. Ông ta đang đe dọa tấn công nhắm vào đất nước Ukraine ngay trang ngày 9 tây tháng 5. Đây là một cái lời phát biểu khá là nhẹ nhàng của lãnh sự quán của Mỹ, nhưng nó nói đúng đúng cái nội dung và nó nói đúng cái hành động của Putin, không khác gì phát xít. Vì phát xít là gì? Là một cái chủ nghĩa đi xâm lược một quốc gia khác. Thì ngày hôm nay ông Putin cũng đang làm y hệt như vậy. Ông đang xâm lược Ukraine. Và ngay trong cái ngày mà ông ta cho rằng là cái ngày ông ta đất nước Nga chiến thắng, một cái ngày bảo vệ hòa bình của đất nước, thì ông ta đã hành động gì? Ông ta dùng hỏa tiễn, ông ta tấn công vào Ukraine. Thì cách nói nhẹ nhàng của lãnh sự quán của Mỹ để phản ảnh và những lên tiếng sáng ngày hôm nay là cái dòng tweet của lãnh sự quán của Mỹ đã tweet khi lúc đó diễu hành đang bắt đầu. Thì chúng ta thấy rõ được các cô chú anh chị em, ông ta lễ thì lễ nhưng bắn thì bắn. Cứ lễ ông ta vẫn bắn. Nên là tối ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay, một số lượng là 20 mấy quả tiễn, 23 gì đó, con số hiện bây giờ vẫn chưa điểm chính xác, và một số lượng máy bay không người lái, đặc biệt là tấn công vào thủ đô và tấn công vào những thành thành giống như là Kharkiv, rồi cả luôn những tỉnh thành ở tại miền nam Zaporizhia. Bây giờ chúng ta cập nhật bản tin nóng nhất. Cái lời phát biểu của Putin thì nó nóng một thôi, mà cái lời phát biểu của Prigozhin nó mới là nóng 10, các quý vị. Bởi vì cái lời phát biểu của ông Prigozhin có rất là nhiều thứ để mà chúng ta nói. Thì khi lúc này á, cái ngày chính tay á, thì Putin thì đang ngồi phát biểu trên một cái khán đài. Ở dưới đó thì hàng ngàn binh sĩ và với người dân. Xung quanh đó là những nhà lãnh tụ đồng minh. Còn ông Prigozhin làm một cái đoạn video trong cái văn phòng của mình với một cái tâm trạng có thể nói là buồn não nề. Và những lời phát biểu của Prigozhin nó như thế nào, nó mới là giá trị. Cho Nguyên nhắc lại là cái mục tiêu của Prigozhin là muốn nuốt trọn Bakhmut trước ngày 9 tây tháng 5 đã hoàn toàn thất bại. Ngày hôm qua chúng ta cùng nhau làm một cái khảo sát là trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì lực lượng Wagner có lấy được Bakhmut hay không, thì hoàn toàn thất bại. Không phải chỉ không lấy được Bakhmut
mà còn bị tổn thất nặng nề và còn mất đất rất là nhiều trong tay của Ukraine. Ngày 9 tây tháng 5, 24 tiếng đồng hồ đã xảy ra hàng loạt chuyện ở tại Bakhmut. Thì ngày hôm nay, sáng ngày Prigozhin đã làm hai đoạn video, tối ngày hôm qua là ông ta đã làm một đoạn, sáng ngày hôm nay một đoạn video nữa, và ông ta đã tweet rất là nhiều trên Telegram và nói về cái tình hình, cái bối cảnh. Prigozhin đợt này nói với cái giọng điệu không có điên cuồng và chửi bới nữa, rất là lịch thiệp. Nhưng lời nói của ông ta giống như là dao găm đang đâm thẳng vào mặt của Putin. Ông ta nói sau đây, tôi nói một câu: đất nước Nga không còn đủ khả năng để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tôi rất là thất vọng là trong cái bộ máy chính trị của Nga, nó có những kẻ lường gạt Tổng thống chúng ta. Và họ đưa những cái báo cáo sai sự thật về tình hình cuộc chiến. Còn riêng về tôi đang chờ cái sự cam kết và họ đã hứa cho tôi cung cấp vũ khí. Nhưng đến ngày hôm nay vẫn chưa thấy vũ khí đâu cả. Và tôi cho họ cái giới hạn chót là ngày hôm nay. Ngày 9 tây tháng 5, tôi mà không thấy vũ khí thì họ sẽ biết tay tôi. Nguyên dịch cái cách nhẹ nhàng nha, họ sẽ biết tay tôi. Họ đã cam kết với chúng tôi để chúng tôi giữ mặt trận Bakhmut và họ sẽ gửi vũ khí chúng tôi khẩn cấp. Nhưng chúng tôi chưa nhận bất cứ một vũ khí nào. Nó đã dẫn đến cái thảm họa trên cuộc chiến tranh của ngày hôm qua. Và làm cái mục tiêu của chúng tôi để nuốt trọn Bakhmut đã không thực thi được. Có nghĩa là cái câu ngừng tới đây thôi. Cái câu nói của ông Prigozhin, cái lý do mà ông không lấy được Bakhmut là bởi vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không hỗ trợ vũ khí cho ông. Và cái điều là họ cố tình làm như vậy. Cái miệng thì họ nói với Putin là họ sẽ gửi vũ khí, nhưng thực tế ông không nhận. Và ông nói là ngày hôm nay, trong ngày hôm nay mà không có vũ khí thì là biết tay với tôi. Cái điều đó là một cái vấn đề ông nói. Nguyên không biết là ông sẽ hành động như thế nào, ông có lùi binh ngày 10 tây hay không thì không biết nha. Cái sau đó ông mới báo cáo như thế này nữa: lực lượng quân đội chính thống của Nga là những kẻ hèn nhát. Tôi đã chỉ huy cho họ đứng ở tại những mặt trận ở tại Bakhmut và họ đã sợ kẻ địch và tháo bỏ chạy. Bởi vì sự tháo bỏ chạy của họ đã làm tổn thất nặng nề của ngày hôm nay. Họ đã tháo bỏ chạy là những kẻ hèn nhát. Ông ta kêu là lực lượng của Nga chứ không phải là lực lượng của Wagner. Thì trong cái mặt trận ở tại Bakhmut đó, mấy ngày gần đây đó, thì được cái sự bổ sung của lực lượng quân đội của Nga để hỗ trợ cho Bakhmut để lấy thắng Bakhmut ngày 9 tây. Thì ông nói rằng là ông đưa cho cái lực lượng này ở những cái nơi vị trí để mà củng cố cái phòng thủ thì đã bị Ukraine tấn công pháo kích và những cái lực lượng mà chính thống của Nga đã tháo bỏ chạy cái vị trí của mình, đã làm cho lực lượng Wagner của ông đã bị đánh, kiểu là đánh lén, đánh sau lưng, đã bị tổn thất nặng nề. Và ông ta nói những kẻ khốn nạn sợ chết đã bước vào chiến trường, đã hại lực lượng của chúng tôi, và những cái lực lượng như vậy thì làm sao có thể bảo vệ đất nước được. Thì cho Nguyên nói, khi lúc đó Putin á, thì đang phát biểu với một cái sự oai hùng, hùng vĩ của đất nước Nga, và binh sĩ của Nga là cái tương lai anh hùng, anh dũng đang bảo vệ đất nước. Thì lúc đó ông Prigozhin, ông đang chửi vào mặt của Putin bằng cách gì? Bằng cách là lực lượng chính thống của Nga tháo bỏ chạy. Lực lượng chính thống của Nga tháo bỏ chạy. Các biết vậy, Nguyên không biết là ông Prigozhin này ổng đang làm cái gì. Và đặc biệt hơn nữa là khi lúc đó cái buổi trình diễn sắp sửa bắt đầu thì là Prigozhin đã phát biểu cái lời nói cái gì: trong ngày hôm nay mà không thấy vũ khí là biết tay với tôi nha. Ông nói chuyện không có dữ dằn giống như bữa trước. Ông nói chuyện khá là nhẹ nhàng, như ông nói là ngày hôm nay mà tôi không thấy một cái vũ khí nào viện trợ thì hãy biết tay. Thì cái điều đó nó làm cái gì? Nó đang làm bể mặt đất nước Nga.
Một mặt trận thì chúng ta thấy là Putin phát biểu một cách oai hùng giống như là hùng như hổ. Thì một mặt khác, một cái tướng lãnh chỉ huy trên mặt trận chiến trường thì kêu là lực lượng của Nga tháo bỏ chạy. Thì Nguyên không biết là tình hình giữa Prigozhin và Putin trong những ngày kế tiếp nó như thế nào. Nhưng nó thấy chúng ta biết là cái nội bộ bây giờ của đất nước Nga nó lục đục, vô cùng tận các quý vị. Và thấy đây nó chúng ta thấy rõ được là cái sự việc nó chúng ta nó cái đầu của nó là nó rất là rõ là càng ngày chúng ta càng thấy được cái suy yếu của lực lượng của Nga trong nội bộ với cuộc chiến tranh kéo dài. Nguyên không biết vì chúng ta đều biết á, lực lượng quân đội nó thật sự nếu các vị nào ở Tây phương các vị mới cảm nhận được. Ở Tây phương mà ta nghe nó trời ơi Wagner là mạnh lắm. Chechnya là mạnh lắm. Là hai lực lượng mà có thể nó làm cho cả thế giới khiếp sợ. Vì họ cho là hai lực lượng này là hai lực lượng điên cuồng nhất. Bởi vì lực lượng Chechnya là tàn bạo, lực lượng Wagner là tinh nhuệ. Nhưng bây giờ hai lực lượng này trên mặt trận chiến trường của Ukraine hoàn toàn không còn là cái mối đe dọa nữa. Chúng ta thấy Wagner đã không còn đạt được những mục tiêu lớn giống như mong đợi và sự tổn thất nặng nề. Và chúng ta thấy lực lượng Chechnya không nghe tin gì hết. Không còn nghe tin lực lượng Chechnya gì hết. Nó chuồn hết. Nó chuồn hết các quý vị. Hoàn toàn chuồn hết trên mặt chiến. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ được là Putin bây giờ phải đối đầu với cái tình nội bộ cuộc chiến. Và những cái lời phát biểu của Putin oai hùng trên cái bài diễn văn ngay trong ngày lễ 9 tháng 5. Nhưng với cái thực tế, từ cả luôn cái thực tế của cuộc chiến và cả luôn những cái lý tưởng nó đều không giống cả. Và cái điều đó người ta đánh giá lực lượng của Nga đã thấp dần và thấp mòn. Đó là bản tin của ông Prigozhin khá là hấp dẫn đúng không? Nguyên đang rất là hứng thú về cái vấn đề của ông Prigozhin. Nguyên có cái cảm nhận là một ngày nào đó ông Prigozhin sẽ phản bội lại Putin. Ép ông đến đường cùng. Ông phải tự bảo vệ của mình, bảo vệ cái lực lượng Wagner của ông. Ông sẽ quay lưng lại, ông cắn Putin bây giờ cũng không biết được. Cuộc đời không ai biết chuyện gì ngày mai các cái vậy. Đối với câu việc của ông Prigozhin khá là lý thú. Đó là bản tin liên quan đến ông Prigozhin. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật cái lời phát biểu của Tổng thống Olaf. Thì các cái vị cũng biết là Liên minh châu Âu á, thì họ cũng đang họp ở tại Mỹ. Và ngày hôm nay có lời phát biểu của ông Olaf về cái ngày 9 tháng 5. Ông Olaf nói rằng là tôi đang rất là mong đợi. Olaf là thủ tướng của Đức nha. Cho Nguyên khẳng nói như vậy, có nhiều bác quên cái tên á. Olaf là thủ tướng của Đức. Ông thủ tướng của Đức, ông ta nói rằng là tôi đang mong đợi cái châu Âu đoàn kết hơn. Tôi đang mong đợi cái vấn đề châu Âu lớn mạnh hơn. Tôi mong đợi châu Âu thống nhất và đoàn kết để chúng ta có thể đối kháng và cạnh tranh với những cái quốc gia cường mạnh, trong đó có Trung Quốc và Nga. Hiện bây giờ, tôi đang phát biểu với các quý vị, cách đây 2.200 cây số, một cái nơi tên là Moscow, họ đang diễu hành quân sự. Putin đang phát biểu, Putin đang phô trương sức mạnh của mình. Cho tôi khuyên chúng ta không nên sợ hãi. Chúng ta không nên sợ hãi. Và chúng ta hãy đoàn kết và thống nhất mạnh mẽ để hỗ trợ cho Ukraine, để tìm cuộc chiến thắng. Thì đây là lời phát biểu của ông Olaf. Cái lời phát biểu nó khá là ngắn nhưng mà Nguyên đánh giá khá cao. Đặc biệt là nếu chúng ta nhìn ở tại, nếu các quý vị nào ở châu Âu, chúng ta đều biết là châu Âu là một cái quốc, một cái châu lục khá lớn và có rất là nhiều những quốc gia cường mạnh về kinh tế. Nhưng bởi vì chúng ta thiếu cái sự đoàn kết nên là châu Âu nó không đủ sức mạnh để mà cạnh tranh với những châu lục khác. Đặc biệt là sự lớn mạnh của Trung Quốc. Và châu Âu đã bị là một cái nơi để người ta dễ giật dây chia năm xẻ bảy vì cái quyền lợi cá nhân của một quốc nước và người ta quên đi cái lợi ích chung. Và cái lời phát biểu của ông Olaf thì ông ta đang muốn có một cái sự châu Âu lớn mạnh hơn nữa. Ông ta muốn đồng minh châu Âu càng ngày càng nhiều. Nó không chỉ đơn giản là 27 quốc gia mà ông ta còn muốn lớn hơn. Và ông ta muốn cái sự thống nhất và đoàn kết để có một sự khả năng cạnh tranh với cả những cái châu lục khác.
đặc biệt là Trung Quốc ông ta nêu lên. Ngoài ra thì ông ta muốn nói rằng là không nên sợ nghe. Vì chúng ta có đủ khả năng, nếu chúng ta có đoàn kết, chúng ta có đủ khả năng và đối kháng với Nga. Đây là cái lời phát biểu của ông Olaf. Và bây giờ, đó là lời phát biểu của ông Olaf. Bây giờ Trung Nguyên chia sẻ cái lời phát biểu của một người khác cũng khá là quan trọng. Đó là ông Antonio Guterres, còn là Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc. Ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc trả lời trên báo chí của Tây Ban Nha ngày hôm nay. Thì người ta hỏi là cái tình hình như thế này là có thể cách nào đàm phán hòa bình hay không? Thì cái lời rất là chân thật của ông Antonio Guterres, thì ông nói một câu rất là chân thật là hiện bây giờ tôi không thấy có cách nào ngồi trở lại đàm phán cả. Trong một cái bối cảnh và lập trường của hai bên đều đối lập và không bên nào chịu nhượng bộ cho bên nào hết. Nên là tạm thời bây giờ thì không có cách nào giải quyết về vấn đề đàm phán cả. Và chúng ta chỉ có cách duy nhất là hỗ trợ cho Ukraine để giữ cái hiện trạng và Ukraine có thể lấy lại lãnh thổ của mình và từ đó có thể tìm ra một biện pháp hòa bình. Nhưng mà hiện bây giờ, tình trạng hiện bây giờ với cái công tâm của chúng tôi không có thấy có dấu hiệu hòa bình. Thì người ta nói về cái vai trò của Liên Hiệp Quốc như thế nào. Ông nói bây giờ chúng tôi không làm được cái gì cả. Cái đáng buồn các quý vị, khi cái tổ chức Liên Hiệp Quốc, mình nghe cái chữ Liên Hiệp Quốc là có nhiều quốc gia và chúng ta nghĩ là mạnh lắm. Nhưng mà thực tế Liên Hiệp Quốc không có quyền lực gì hết. Bây giờ cái vai trò của Liên Hiệp Quốc không can thiệp được cái gì. Bây giờ muốn can thiệp luôn cái nhà máy Saparissa nó đang sắp sửa xảy ra biến cố nè, cũng không can thiệp được. Nó hoàn toàn là bất lực. Nó hoàn toàn nó bất lực. Thực tế cái tổ chức Liên Hợp Quốc này phải cần cải cách lại. Nguyên đã từng theo dõi những cái sự kiện mấy năm gần đây, giống như vấn đề của Myanmar, Miến Điện, thì Liên Hợp Quốc cũng không làm được cái gì. Vấn đề Biển Đông, ông Liên Hợp Quốc cũng chẳng làm được cái gì. Nhiều vấn đề khác, thực tế là Liên Hợp Quốc đã, Nguyên thấy đó là bất lực. Tuy rằng chúng ta nhìn cái bề hình là mấy trăm quốc gia tham gia, với cái số lượng đồ lực lượng quân đội tập thể, nhưng mà thực tế khi đụng vào những chuyện lớn thì Liên Hiệp Quốc thì hoàn toàn không giải quyết vấn đề gì cả. Và đây là cái lời thừa nhận chính thức của ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres. Đó là bản tin nho nhỏ. Bây giờ thêm một nhà chính trị gia lỗi lạc nữa, mà các quý vị biết thì ngày hôm nay bà Chủ tịch Hạ viện Liên minh châu Âu là bà Ursula von der Leyen, bà đã đến Kiev. Bà đến rồi. Cái chuyến đi của bà cũng khá là lạ. Bà không có bay thẳng đến Kiev. Bà đi đến Ba Lan. Từ Ba Lan bà đi xe lửa. Đến thủ đô. Thì cái điều đó cũng đang thắc mắc. Vì an ninh hay là tại sao bà phải đi như vậy? Hay là bà có một cái vấn đề gì đó ở tại phía bên Ba Lan bà cần làm việc. Rồi sẵn tiện bà đi qua bên luôn. Cái ngày hôm nay các quý vị cũng biết là ngày 9 tây tháng 5. Là cái ngày lễ mà kêu là tưởng niệm cuộc chiến thắng. Thì cái sự hiện diện của bà Chủ tịch Liên minh châu Âu đến với Ukraine trong giai đoạn này nó khá là quan trọng. Nó là cái tầm quan trọng nó rất là lớn. Để nó có một sự hỗ trợ cụ thể cho Ukraine. Cái lời cam kết cụ thể, đặc biệt là vấn đề cung cấp đạn dược. Để cho Ukraine có cái niềm tin là họ có thể bắn thoải mái. Nếu mà họ không bắn thoải mái rất là khó. Họ phải bắn thoải mái các quý vị. Họ bắn thoải mái thì họ mới có thể đạt được những mục tiêu cụ thể để lấy lại những lãnh thổ trong tay của Nga. Hiện bây giờ chưa có công bố cái gì cả, mà nguyên chắc là sẽ có cái gói trợ cấp của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine. Bây giờ thì mới quá, bà mới xuống mới vừa gặp. Thì còn thời gian chào hỏi, nghỉ mệt chút xíu. Sau đó vô văn phòng làm việc. Thì Nguyên nghĩ là chiều nay sẽ công bố cái gói trợ cấp cho Ukraine. Và bây giờ cũng ngay trăng ngày 9 tây tháng 5 thì cái buổi họp ở tại Mỹ, ở tại Brussels, nó đã có câu trả lời để trừng phạt Nga như thế nào. Cái buổi họp Mỹ ở vừa qua, Nguyên ngày hôm qua không có cập nhật cho các quý vị. Ngày hôm nay chúng ta biết cái chi tiết hơn. Tổng cộng Liên minh châu Âu đã đưa ra một cái danh sách đen 542 tập đoàn công ty nằm trong danh sách đen bị trừng phạt.
542 tập đoàn công ty. Trong đó có 526 tập đoàn công ty của Nga đã nằm trong danh sách trừng phạt. 8 công ty của Trung Quốc. Đợt này Trung Quốc bị gớt cho 8 công ty, trong đó có công ty tại Trung Quốc và tại Hồng Kông. Ngoài ra những cái lặt vặt khác, những cái quốc gia khác, những cái quốc gia giống như là Syria, những quốc gia nước quốc gia kia đã có sự tham gia cung cấp những cái thiết bị mà Liên minh châu Âu đã cấm. Trong đó thí dụ là có sự vấn đề điện tử, vấn này vấn kia. Có nghĩa là tất cả những gì mà lệnh trừng phạt vừa qua mà những tập đoàn công ty nào sai phạm đều nằm trong danh sách đen. Hiện bây giờ cái con số tổng quát công ty là 540 mấy tập đoàn công ty, nguyên kêu là tập đoàn công ty bị trừng phạt. Và cái này nó dày tới 150 trang. Thì Liên minh châu Âu đã đưa ra cái lệnh trừng phạt. Đây là cái gửi thông điệp cho Nga ngày 9 tháng 5. Nhưng mà chưa xong. Họ sẽ dùng cái hồ sơ này và sẽ hợp với G7. Hợp với G7 ngày 17 đến ngày 19 tây sắp tới tháng 5 sẽ có buổi họp G7. Và họ sẽ kêu gọi những quốc gia G7 này cùng họ để trừng phạt. Họ sẽ kêu gọi Mỹ, Canada, các quý vị, Nhật Bản, những quốc gia nằm trong cái G7 này dán thêm một đoàn nữa. Ngày 17 tới ngày 21 tây đó, sẽ trong cái giai đoạn đó sẽ có buổi họp của G7, họ dán thêm một đoàn nữa. G7 có bổ sung thêm những cái tập đoàn công ty nào mới hay không? G7 có bỏ thêm lệnh trừng phạt nào thêm hay không? Đó, G7 tất nhiên là đồng ý với những cái gì mà châu Âu đã làm, mà có còn bổ sung thêm nữa hay không để cho cái đoàn nó mạnh hơn. Thì ngay trong ngày 9 tháng 5 thì Putin đã hứng chịu một cái lệnh trừng phạt mới đến từ Liên minh châu Âu khá là nặng nề. Và đặc biệt hơn nữa, trong đó có 8 tập đoàn công ty lớn của Trung Quốc đang nằm trong cái lệnh trừng phạt này luôn. Có thể nói là trừng phạt Trung Quốc mạnh như vậy, đó là giết gà dọa khỉ. Thứ nhất là biết rằng là Trung Quốc là một cái quốc gia đứng sau lưng cung cấp hỗ trợ. Và cái điều này để gửi thông điệp cho Trung Quốc, nếu tiếp tục thì anh sẽ còn nhiều tập đoàn công ty nữa sẽ nằm trong lệnh trừng phạt. Và nó sẽ dẫn đến cái sự ban giao giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu hay là Mỹ, nó sẽ bế tắc. Thì đây là một cái sự kiện đầu tiên mà họ không chỉ có trừng phạt tập đoàn công ty của Nga không, mà họ nhắm vào nhiều quốc gia. Cái vấn đề nguyên nêu lên Trung Quốc, tại vì Trung Quốc có 8 tập đoàn công ty, còn những cái quốc gia khác thì có 1-2 cái. Thì nói chúng ta biết là châu Âu đã không còn nhẹ nhàng với những ai hỗ trợ cho Nga nữa rồi. Chưa có Việt Nam nha. Nguyên chưa thấy Việt Nam, nó chưa có nêu lên Việt Nam trong trọng. Nếu các quý vị nào hỏi Nguyên là tập có cái gì mà tập đoàn công ty của Việt Nam bị Liên minh châu Âu nhắm chưa, thì trong cái danh sách không có thấy Việt Nam. Trong danh sách hiện bây giờ chưa thấy Việt Nam. Nhưng mà cái danh sách nó sẽ lớn hơn. Lớn hơn sau khi hợp với G7. Hiện bây giờ là châu Âu, đó là cái cá nhân của châu Âu mà thôi. Và châu Âu họ chưa thỏa mãn, họ đem cái danh sách này họ họp với G7 để tăng cường cái sự trừng phạt mạnh mẽ hơn. Đó là bản tin khá là hấp dẫn. Và Nguyên thấy là đây là một cái đoàn mà nó rất là đau cho Putin. Ngay trong cái ngày lễ quốc khánh, Putin phải đối đầu với một cái sự việc là lệnh trừng phạt càng ngày càng nhiều. Chắc vì nghĩ cơ, tập đoàn công ty mà của Nga không, 526 tập đoàn công ty lọt vào danh sách đen. Thì các quý vị, cái sự mất mát của những nhà tỷ phú của Nga nó như thế nào? Sự đầu tư của Nga trong tương lai nó ra sao? Cái điều này bao nhiêu đây thôi là chúng ta đã thấy rõ được là nó thấy là nó như thế nào rồi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi là thấy là hấp dẫn rồi đó. Đó là bản tin liên quan đến lệnh trừng phạt của ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật chút xíu về vấn đề kế hoạch phản công. Thì hiện bây giờ chưa có dấu hiệu phản công nào cả. Nhưng có những tin đồn đã tiết lộ vào lúc cách đây 2 tiếng đồng hồ là lực lượng Ukraine đang có thể tấn công vào khu vực Zaporizhia. Tin đồn nghe, không có xác thực. Cho Nguyên nói một câu là chưa được xác nhận. Cách đây 2 tiếng đồng hồ
ở trên cái trang quân sự đàm phán, tức là trang quân sự của Ukraine, thì có nhiều blogger đã tiết lộ là lực lượng Ukraine đã đổ xô và chuẩn bị tấn công vào thành phố Zaporizhia, cái thành phố có nhà máy hạt nhân, cách đây 2 tiếng đồng hồ, nhưng nguyên chưa thấy có cái thông tin nào từ báo chí hay từ hình ảnh gì cả, không thấy gì hết. Nguyên không thấy gì hết. Nguyên đi điều tra thử là có phải chăng là tấn công ở tại ngay chăng ngày 9 tháng 5. Vì chúng ta thấy là có nhiều nhà tiên tri suy luận là ngày 9 tháng 5 là cái ngày mà Ukraine phản công, và chúng ta đang chờ đợi mà. Thì Nguyên chờ mãi thì Nguyên nhận cái bản tin duy nhất là bản tin này, thì Nguyên cũng bỏ thời gian khá là nhiều để điều tra. Thì tới bây giờ Nguyên khẳng định là một tin đồn chứ chưa có một sự xác thực. Một tin đồn. Lý do tin đồn này nó loan tỏa ra thì bởi vì người ta nói cái khí hậu nó bắt đầu ấm xuống, những cái vùng đất nó bị sình lầy á, nó bắt đầu nó cũng đã cứng rồi. Và hiện bây giờ nó rất là cái lợi thế ở tại mặt trận Zaporizhia, đặc biệt là bộ binh xe tăng đó, là xe bọc thép, nó rất là lợi thế cho Ukraine để phản công. Và hiện bây giờ lực lượng Ukraine đã có ở nơi đó hơn mấy chục ngàn binh sĩ và xe thiết giáp và xe bộ binh đã có sẵn. Cái sự tấn công và từ đó để lấn qua bên cái nhà máy hạt nhân, nó chỉ có mấy chục cây số, nó rất là tiện lợi cho Ukraine có thể đánh nhanh, thắng nhanh. Thì cái này vẫn là tin đồn, tin đoán mà thôi, chưa được xác thực và cũng chưa thấy bất cứ báo chí nào và hình ảnh nào cả. Nên là Nguyên để nó qua một bên. Cái này thì mình chưa khoan hả tin cho lắm. Vì Nguyên đang săn tin, mà kiểu là tin nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đó. Nguyên đang săn tin làm sao cho nó có những cái bản tin phản công mạnh mẽ, và chúng ta coi cái cuộc chiến thắng nó có hay không, và có lấy lại những cái thành phố nằm trong tay của Nga hay không. Nếu mà chúng ta nhìn về địa lý quân sự, thì cái vấn đề mà tấn công ở tại khu vực Zaporizhia, Melitopol nó rất là phù hợp, vì nó sẽ cắt đôi cái lực lượng của Nga, chia ra làm đôi, và có thể làm ngăn chặn cái tiếp tế của Nga từ đảo Crimea, và từ lúc đó có thể cô lập Kherson mà Nguyên đã có từng bình luận. Tất nhiên họ phải thực thi và phải đánh mạnh mới tác dụng được, họ phải đánh cực kỳ là mạnh mới tác dụng được, để có thể bảo vệ được những cái khu vực, đặc biệt là hiện bây giờ nhà máy hạt nhân đang ở trong một cái tình trạng cực kỳ là nguy hiểm. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật bản tin một chút xíu về nhà máy hạt nhân. Tình hình nhà máy hạt nhân vẫn là như vậy, không có bất cứ một thông tin nào cả. Làm cho ông giám đốc IAEA, là giám đốc an ninh hạt nhân toàn cầu, ổng rất là lo lắng và ổng đang tức giận. Vì ổng đang gửi nhiều lá thơ khẩn cấp, ổng điện thoại rất là khẩn cấp, rất là nhiều lần với chính phủ của Nga để giải quyết cái vấn đề, và ổng cố gắng liên lạc với cái người điều hành giám đốc ở nơi đó. Thì hiện bây giờ ổng không có được một sự nhận thông tin nào hết. Cái lý do mà phía bên Nga từ chối, vì cái ông mà giám đốc điều hành, ổng bị khủng bố cách đây vài ngày, và nói bây giờ là cái sức khỏe của ổng không được tốt. Bây giờ cái tâm trạng của ổng được tốt, ổng không còn có thể điều hành nữa. Bây giờ không có người quản lý, nói chung là không có người quản lý nhà máy hạt nhân. Nên là cái ông giám đốc mà hạt nhân toàn cầu của thế giới, ông nói bây giờ anh không quản lý được, anh không giải quyết thì cho chúng tôi đến. Vì đây nó không phải chỉ có cá nhân đất nước của các anh Nga hay là Ukraine, mà nó ảnh hưởng đến rất là nhiều quốc gia khác. Hãy cho chúng tôi đến khẩn cấp bây giờ. Nhưng vẫn chưa được bất cứ sự hồi âm nào của Nga về cái sự đồng thuận cho tổ chức an ninh hạt nhân toàn cầu có thể đi vào nhà máy để mà có thể chỉnh sửa, tu bổ, hay là coi cái tình trạng hiện bây giờ nó như thế nào. Hiện bây giờ nhà máy hạt nhân giống như là cái khối mù. Tuy rằng những nguồn tin đến từ Nga là nó đang rất là nguy hiểm, nó đang bế tắc, nó không chạy, nó không hoạt động, nó có thể nổ, đang sơ tán dân. Nhưng mà thực tế chúng ta không biết gì hết. Nên là tình hình nhà máy hạt nhân tới bây giờ, tới đây là ngày thứ hai, nó vẫn là một cái vấn đề lo lắng tối đa cho cái tổ chức an ninh hạt nhân toàn cầu, các quý vị. Cái điều mà Nguyên đang rất là thắc mắc, Ukraine thì lại không lo lắng, chính phủ Ukraine, Nga không lo lắng. Nguyên không biết là mấy cái người này họ không sợ chết hay họ không sợ nổ gì đó. Hoàn toàn họ không bận tâm cái điều đó.
cái điều họ bận tâm bây giờ là phản công như thế nào. Ukraine họ bận tâm cái phản công như thế nào thôi. Họ không, hình như là Nguyên không có thấy báo chí nào mà của Ukraine họ nhắc nhiều về vấn đề này. Chỉ có thế giới nhắc nhiều thôi. Cái tổ chức IEA họ la làng la sớm thôi. Chứ Nguyên thấy ông nghe, ông Ukraine và ông nghe là không có ông nào nói cái gì cái điều này hết. Cái điều lạ kỳ là cái chỗ đó đó. Giữa ông Ukraine và ông nghe thì không có ông nào nói về cái vấn đề này lớn hết. Chỉ nói là cái ngày 9 tây tháng 5 chuẩn bị có cuộc phản công tâm lý vân vân. Cái điều đó là họ bận tâm thôi. Còn vấn đề nhà máy hạt nhân có nổ hay không thì Nguyên cảm giác là họ không có để ý. Đó là bản tin cũng khá là đang lo lắng trên cả toàn cầu với cái bước đi khá là nguy hiểm. Và bây giờ một bản tin cũng liên quan đến sự việc nguy hiểm nữa cho Nguyên cập nhật cho các quý vị. Liên quan đến quốc gia Na Uy thì ngày hôm nay á, thì bắt đầu người ta đang lo lắng cho đất nước Na Uy. Vì đất nước Na Uy á, thực tế là trước khi cái cuộc chiến tranh tại Ukraine á, thì ít có ai để ý đến nước Na Uy lắm. Nhưng bây giờ nước Na Uy đã trở thành một cái quốc gia nó có một cái tầm quan trọng, bởi vì nước Na Uy là cái quốc gia cung cấp năng lượng thay thế cho Nga. Có nghĩa là Na Uy lấy chén cơm của Nga. Ngày xưa châu Âu là Nga cung cấp. Và từ lúc mà không chơi với Nga nữa thì người ta đi mua dầu hỏa, khí ga của Na Uy. Thì tất nhiên là cái giá của Na Uy nó đắt hơn của Nga. Cái giá của Na Uy thì đắt hơn của Nga, đó là chắc rồi đó. Ông Nga ổng cung cấp cũng bán rẻ lắm. Nhưng mà Na Uy bán mắc hơn. Nhưng mà bởi vì bây giờ là không chơi với Nga nữa nên là tất cả cái nguồn cung cấp năng lượng phần lớn là đến từ Na Uy. Thì Na Uy là một cái quốc gia trong thời gian vừa qua thì họ cũng hỗ trợ cho Ukraine rất là nhiều. Họ cũng lên tiếng và họ cũng mạnh dạn với Nga trong thời gian gần đây. Gần đây nhất thì họ cũng bị gián điệp của Nga trà trộn vào. Và máy bay phi cơ của Nga thường xuyên đã bắt đầu đe dọa Na Uy thường xuyên. Thì bây giờ người ta lo lắng cái căn cứ quân sự, tàu ngầm và những cái nơi chứa dầu, lọc dầu của Na Uy nó quá lỏng lẻo. Người ta nói bây giờ trời ơi, các anh là hiện bây giờ là cái nói là anh, các anh là cái bộ máy để cho tất cả năng lượng xe hơi vũ khí hoạt động, mà nếu các anh xảy ra biến cố thì chúng tôi sẽ không có dầu hỏa. Nhưng mà cái bảo vệ quân sự của các anh đó, nó quá lỏng lẻo. Những cái nơi căn cứ, cái nơi chứa dầu, những cái nơi sản xuất dầu của anh nó không có bảo vệ gì hết. Nếu các anh bị tấn công thì làm sao các anh đỡ được? Các anh bị tấn công làm sao các anh đỡ được? Và họ nói bây giờ các anh phải đầu tư và các anh phải bỏ tiền để mà bảo vệ nó chặt chẽ. Chứ bây giờ cái này thì không thể nào bảo đảm cho an ninh chúng tôi. Thì các vị biết là nếu mà tấn công vào Na Uy, cái chỗ sản xuất dầu, cái nơi chứa dầu của Na Uy mà nó bị bế tắc thì cả châu Âu này bây giờ là không còn dầu hỏa nữa. Có thể là có dầu hỏa chứa trong kho, nó chỉ có thể chạy được vài tuần thôi. Rồi hơi, nó sau đó là hết. Nên là hiện bây giờ người ta kêu chính phủ Na Uy phải củng cố quốc phòng và bảo vệ an ninh tối đa những cái nơi khai thác dầu, những cái nơi chứa dầu, những cái nơi lọc dầu, những căn cứ quân sự của Na Uy phải được sự bảo vệ những hệ thống tốt nhất. Bởi vì bảo vệ Na Uy là bảo vệ năng lượng cho châu Âu. Đây là một cái thấy rõ được là những cái quốc gia đang có một cái vai trò mà kêu là hậu cần phải cần bảo vệ chắc hơn. Bây giờ Na Uy mà bị ảnh hưởng là mệt cho châu Âu lắm. Nên mấy ông châu Âu ổng lên án và ổng kêu chính phủ Na Uy phải đầu tư nhiều. Thì Na Uy họ cũng có gán cố gắng đó. Gần đây nhất là họ cũng xây biên giới với Nga rồi đó. Họ cũng gán cố gắng đó. Nhưng mà các quý vị biết là Na Uy dân người ta số ít. Dân người ta chút xíu à. Dân Na Uy người ta có chút béo thôi à. Có mấy triệu dân à. Đất nước người ta giàu nhưng dân người ta rất là ít. Và từ đó tới giờ thực tế là người ta cũng không nghĩ là người ta có vấn đề chiến tranh. Thực tế bây giờ người ta không bao giờ nghĩ là người ta có chiến tranh. Nhưng là bởi vì cuộc chiến tranh tại Ukraine thì người ta mới lo lắng và người ta mới đầu tư. Chứ ngày đó tới giờ là không có. Không có các quý vị. Nên là cái vấn đề này chúng ta đã thấy rõ được là cái bước ngoặt của Na Uy và NATO đang rất là lo lắng cho những quốc gia hậu cần. Và Na Uy là cái quốc gia quan trọng trong cái vấn đề hậu cần này. Đó là bản tin nho nhỏ. Bởi vì ông Nga mà làm cho Na Uy họ phải lo lắng và họ phải củng cố và phải bảo vệ cái an ninh, đặc biệt là căn cứ quân sự của họ và những cái nơi khai thác lọc dầu, chứa dầu. Ở chỗ Nguyên ở cũng có cái nơi lọc dầu nè. Nguyên có cái chỗ nơi lọc dầu lớn
lớn, lớn rất là lớn. Đánh chiến tranh, đánh ra mạch là nó sẽ đánh chỗ này trước. Nếu một ngày nào đó, các vị ha, nếu một ngày nào đó giữa Đan Mạch và Nga đánh chiến tranh thì cái thành phố Nguyên đang ở nè, cái thành phố Nguyên đang ở nè sẽ bị đánh đầu tiên nhất, sẽ bị đánh đầu tiên nhất các các vị. Ở tại khu vực của Nguyên đó, nó có hai cái công ty lớn, một đó là công ty lọc dầu, chứa dầu rất là lớn. Cái thứ hai đó là công ty bia đó. Đan Mạch mà không có bia là không được đâu. Nên là Nga mà nó có đánh thì đánh chỗ này trước, có đánh hai cái hãng trước, một cái hãng lọc dầu, cái hãng bia. Dân Đan Mạch mà không có bia là nó buồn lắm, tâm lý nó sẽ bị hỗn loạn các vị. Cái chỗ của Nguyên mà có đánh chiến tranh là sẽ bị tấn công đầu tiên, vì cái nơi mình là cái nơi mà bị nguy hiểm mà. Hiện bây giờ thì trong chúng ta thấy cái bối cảnh của châu Âu ngày 9 tây tháng 5 á, là bắt đầu là chúng ta đã nhìn thấy rõ được là cái sự đoàn kết và cái sự thống nhất của châu Âu. Cái chuyến đi của bà Ursula von der Leyen là cái chuyến đi cam kết hỗ trợ, sẽ có sự cam kết và sẽ hỗ trợ cho Ukraine phản công đến cuộc chiến thắng. Thì đáng tiếc là chưa nhận cái bản tin nào đến cuộc phản công cả. Nhưng cho Nguyên đem cái suy nghĩ của mình, cái bình luận của mình. Hiện bây giờ đó các quý vị biết, cái mặt trận Bakhmut thì ngày hôm nay theo lời nói của ông Prigozhin là thất bại rồi. Quân đội lực lượng của Nga đã tháo bỏ chạy rồi, chỉ còn một số lượng là của Wagner. Mà hiện bây giờ Wagner không nhận vũ khí, thì từ đây đến chiều thì chẳng bao giờ gửi vũ khí. À, mà ông Prigozhin ông nói là 24 tiếng đồng hồ mà không thấy vũ khí là chết với tôi. Ha, tôi không biết chuyện gì, các ông lễ lung gì kể các ông, tôi không quan tâm. 24 tiếng đồng hồ ở tại mặt trận Bakhmut mà không thấy vũ khí đến là chết với tôi. Chúng ta đã thấy có một cái gì, có cái điểm lực lượng của Nga có cái điểm suy yếu. Cái điểm lực lượng của Nga đã có tháo bỏ chạy rồi. Cái ngày lễ quốc khánh mà tháo bỏ chạy là thấy là có cái điểm rồi đó. Có cái điểm rồi. Bây giờ mà Ukraine vài ngày nữa hay là bữa nay, chiều nay hay sáng nay gì đó không biết, mà phản công một cách dữ dội thì cái thành quả Nguyên nghĩ nó sẽ lớn. Vì thực tế Nguyên nói một cái câu một cách công tâm, binh người dân Nga bây giờ hay là binh sĩ Nga bây giờ họ không muốn đánh chiến đấu nữa, họ không muốn đánh nữa, hoàn toàn không muốn chiến tranh nữa, họ muốn ngừng cuộc chiến tranh này. Chỉ điều là họ không thể quyết định được và họ bị ép lên mặt trận chiến trường. Mà bây giờ nếu mà có cái cớ mà khi Ukraine đánh mạnh một chút xíu, Nguyên bảo đảm với các quý vị là sẽ có cái tình trạng là binh sĩ của Nga đầu hàng hay là tháo bỏ chạy. Vì họ không có muốn chiến tranh, nó không phải là họ sợ hay là họ yếu, mà họ không muốn. Vì cái cuộc chiến tranh là đối với họ, đánh với ai chứ đánh với Ukraine là cái quốc gia mà họ cho là anh em, láng giềng, trong tâm của họ đã không muốn rồi. Và cuộc chiến tranh nó đã kéo dài một năm, họ đã thấy quá rõ với cái cuộc chiến tranh nó đem lại cái không có lợi gì cho đất nước của họ hết. Họ càng không muốn và họ muốn kết thúc cuộc chiến tranh này sớm nhất bằng cách là không đánh. Đó theo cái nhìn của Nguyên nha. Chứ sự thật hư như thế nào thì chúng ta đánh mới biết. Cho Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cho Nguyên cảm ơn sự ủng hộ các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua nhiều bản tin. Và Nguyên sẽ hẹn lại những chương trình kế tiếp, những bản tin hấp dẫn kế tiếp. Bye bye các quý vị. Bạn có nghe tiếng hát từ khắp nơi, bạn có nghe tiếng hát của nhiều người đang hợp lại gọi niềm tin thế giới, hay mở lòng làm đau khổ vơi nguôi. Bạn có tin hòa bình cho thế giới, bạn có tin vào lương tâm con người, không hề gì bạn chỉ cần cất tiếng nói là bạn đã góp phần làm thế giới xinh tươi. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới.
ơi, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta biết sẽ làm gì cho thế giới đẹp thêm. Chúng ta quy sự sống và gìn giữ thiên nhiên. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Để chủ thuyết điên cuồng, để những người không có trái tim không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Đã đến lúc chúng ta phải trỗi dậy, đã đến lúc chúng ta phải đứng, đã đến lúc chúng ta phải nói rõ, đã đến lúc chúng ta phải hát to, hát to. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta biết sẽ làm gì cho thế giới đẹp thêm. Chúng ta quy sự sống và gìn giữ thiên nhiên. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Để chủ thuyết điên cuồng, để những người không có trái tim không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Đã đến lúc chúng ta phải trỗi dậy, đã đến lúc chúng ta phải đứng, đã đến lúc chúng ta phải nói rõ, đã đến lúc chúng ta phải hát to, hát to. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Để chủ thuyết vô thần, để những người không có trái tim không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là chúng thế ta giới. Là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim tình người để có một thế giới đẹp tươi. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới.